chào tất cả các quý khán giả nhé. O huyền sầu riêng thì đã lắng xuống rồi, nhưng đây là cũng một chị sầu riêng luôn. Sau khi mà thường xuyên vào một vườn sầu riêng thu hoạch thì đã có tòm tem. Tòm tem đó. Với ông chủ vườn sầu riêng, và hiện tại thì bà chủ vườn sầu riêng đã tìm tới tận trước cửa hàng kinh doanh của chị TN sầu riêng đấy, để mà đây nè, em không nhìn đọc cái sừng này. Quay video con này, đây là một cảnh vào lúc buổi tối nhá, quay đối diện cửa hàng của chị TH. Nhưng mà bà nào đánh bà nào ta? TN, chị TN, chị TN nhé. Đây là đang giằng co một anh chàng ra cố giải cứu, nhưng hai bên thì cũng tắt nhau. Không, chị buông ra. Đấy, sầu riêng này để đến sầu kia. Sầu riêng chị Huyền không hót thì sầu riêng chị TN rất là hot. Đấy, mọi người thì cũng đi lại bắt đầu sự đông hơn. Bắt đầu là có sự xuất hiện của những người hàng xóm này. À, chị áo đen là chị TN đã bỏ vào rồi, trước mặt bằng của mình. Còn chị áo trắng là chị đến đòi vặt lại cái sừng nhé. Cảm ơn tất cả các quý khán giả theo dõi video. Hẹn gặp tất cả trong video mọi người sau.